Đấy, chị nào lấy chốt cho em là váy đỏ là dưới 56 cân. Váy vàng này là một sale rồi còn 130.000 nhá. Váy vàng này em sale còn 130.000. Màu vàng có khuy, có bèo và eo của nó được bo chun, váy là váy thiết kế các chị nhá. Em còn màu vàng thôi các chị ạ, rất là đẹp luôn. Chốt cho em là đầm hoa 55 cân. Không vừa đâu chị ạ, không vừa đâu. Tí nữa em có mẫu hoa khác em chen cho chị, chen cái hoa đỏ to hơn. Đây này, chị nào lấy chốt cho em là vàng bèo 130k nhá. Vàng bèo 130k. Dưới 58 cân em bao mặc đẹp luôn, 60 cân cũng mặc được nha. Eo chun free size. Eo thật những chị bầu bí cũng có thể bon chen được những cái mẫu này nhá. Vì dáng chun này, gầy mặc đẹp mà béo mặc cũng được luôn. Đây, em có cái đầm hoa màu đỏ đây này. Cái này như to hơn chút xíu này. Đấy, chị nào lấy chốt cho em là hoa đỏ. Còn cái này là hoa màu be các chị nhá. Hoa màu be. Ô cái này 52 cân thôi các chị ơi, 52 cân đổi lại thôi nhá. 52 cân đổi lại em có hoa be và 52 cân đổi lại màu đỏ, nó khác nhau một chút xíu thôi. Nhưng mà kiểu cái chất liệu và cái kiểu nó gần gần na ná nhau các chị nhá. Đấy, von đỏ này. Đấy, von hoa đỏ và von hoa be cho em nhá. Toàn bộ là hàng hai lớp, em xả luôn còn 110.000 thôi nhá. Đấy, cái chơi áo phông còn đắt hơn cả váy là có thật đấy các chị nhá. Đấy, nhiều loại áo phông còn đắt hơn cả váy cả đầm cơ. Nó nói chung là nó tùy loại. À, từ em giờ em bán màu. Đấy là hộp màu các chị ạ, 150 chi tiết. Đấy, có rất là nhiều thứ nhá, chị nào lấy thì cứ chốt cho em thôi. Đây đằng sau có khóa đây. Đằng sau có khóa này các chị này. Đấy, ok chưa, đằng sau có khóa nhá. Đây ạ, kéo khóa cho em thoải mái luôn. Chị nào có cân nặng dưới 52 cân thì chốt cho em. Đấy, mặc thì đẹp tuyệt vời luôn. Cái này lên form rất là xinh luôn. Các chị nhìn mannequin canh mặc ở ngoài, các chị mặc còn đẹp hơn cả canh luôn nhá. Đấy, ok chưa. Hoa đỏ cho em này, hoa đỏ 110.000 dưới 52 cân này. Đây nha, đầm 2 dây này các chị này. Đầm 2 dây quá đẹp luôn các men nhá. Cái này sale rồi ấy, thì nói thật với chị nhá, cũng là giá sale luôn. Thề là sale rất là mạnh cho là hết hàng nhá. Cái này em cũng sale còn 110.000, sale cực kỳ mạnh luôn. Nói sai vả mồm luôn nhá. Hộp màu 95.000 chị Bạn Dung nhá. 95.000 nhưng các chị khi mua hàng phải kèm theo quần áo em mới gửi hàng nhá. Hộp màu đấy có từ gì ạ? Có rất là nhiều màu, màu dạ, màu sáp, màu bột. Đấy, có thước kẻ, có bút chì, có tẩy, có kéo, có hồ. Nói chung là có cả cài giấy nữa các chị nhá. Mà chỉ có giá 95.000 thôi. Có tổng cộng là 150 chi tiết nhá. Dây thun. Đúng rồi, chất liệu này là váy dây và chất liệu thun nhá các chị nhá. Đấy các chị nhìn màu hồng cho nó dễ nhìn này. Đấy, chất liệu này tăm cực kỳ mát và thấm hút mồ hôi luôn. Cực kỳ đẹp luôn các chị nhìn thấy không. Đấy, đẹp cực kỳ luôn nhá. Đây, đây là màu be, đây là màu hồng. 110.000 nhá. Huyền tròn, trời ơi. Cho hai dây nâu. Bác lấy ở trong kia đi. Ok cho huyền tròn nha. Ok em, giờ này lâu lắm không thấy. Rồi tiếp tục chị nào lấy chốt cho em nào. Chị nào lấy tiếp tục chốt cho em là hai dây kèm màu em xả 110.000 là xả rất là mạnh luôn nhá. Em xả với hình thức cho nó hết hàng thôi. Bởi vì hàng đông thì em sắp về rồi. Nên là em muốn xả cho chị để cho nó với cái hình thức là hết hàng. Cái này là dài đấy, nó là dáng dài, em nói luôn là dáng dài đấy. Dài có cái đẹp của dài nhá, nó qua đầu gối khoảng độ 20 cm, cao 1m62. Đấy. Hai dây em có màu hồng và màu nâu, khuyến khích cho các chị dưới 55 cân mặc cho đẹp nhá. Dưới 55 cân nó có co giãn các chị ơi, em có màu nâu và màu hồng. Có màu nâu và màu hồng nhá, màu nâu và màu hồng, ok chưa? Đấy, đẹp cực kỳ luôn các chị này. Đấy cái này.